Ban tuyên giáo huyện Bến Lức vừa phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các danh nhân lịch sử huyện Bến Lức. Cuộc thi tìm hiểu tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các danh nhân lịch sử huyện Bến Lức diễn ra từ ngày 17 tháng 6 đến 17 tháng 7 năm 2022, thu hút trên 2.600 người tham gia, trong đó có hơn 900 người đã trả lời đúng 30 trên 30 câu hỏi trắc nghiệm. Dịp này, ban tổ chức cũng tổng kết hội thi, giới thiệu di tích lịch sử văn hóa huyện Bến Lức năm 2022 với chủ đề Bến Lức tự hào truyền thống anh hùng. Hội thi được khởi động từ tháng 8 năm 2022 với hình thức thực hiện video clip giới thiệu, quảng bá về các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Bằng tình yêu, lòng tự hào, các đơn vị đã mang đến những kiến thức cơ bản về các di tích như nhà và lò gạch Võ Công Tồn, khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, rừng tràm Bà Dụ, di tích xóm Nghề, cầu Nam Bộ. Kết quả, hai giải nhất của hai nội dung thi trên đã thuộc về thí sinh Đỗ Thị Tuyết Nhung, trường tiểu học Nguyễn Trung Trực và đơn vị xã Thanh Phú.